Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Khi mà anh chị muốn rút tiền tại tài khoản TCBS của Techcom Security thì anh chị sẽ vào cái nút này này, cái ba chấm ở cuối này. Đó, anh chị ấn vào đây nhá. Sau đó anh chị ấn vào chuyển tiền này. Đó. Thế thì bây giờ anh chị sẽ chuyển tiền của mình ra đến cái tài khoản ngân hàng, đúng không ạ? Thế thì tiền của anh chị nó sẽ nằm ở một cái tài khoản thường hay tài khoản ký quỹ hay là tài khoản Bizin đấy ạ. Đó, sau đó thì anh chị sẽ chọn cái tài khoản thụ hưởng của mình đó để anh chị chuyển. Đó, thế thì cái số tiền mà anh chị muốn chuyển thì anh chị tùy anh chị thôi. Ví dụ như 1 triệu chẳng hạn. Đấy, tôi ví dụ thế. Đúng không ạ? Anh chị nhập vào đấy. Sau đó thì anh chị ấn chuyển. Hiện tại thì tôi không có tiền ở trên cái tài khoản TCBS nên là tôi không có chuyển được, bởi vì là tôi đăng ký cái dịch vụ gọi là kết nối giữa tài khoản TCBS và tài khoản ngân hàng Techcombank, nhưng tôi không cần phải làm cái thao tác này. Tuy nhiên thì anh chị nào mà không có cái tài khoản Techcombank thì anh chị sẽ làm như thế này. Đó, thì chuyển tiền xong nhập cái mã OTP vào, vậy là xong ạ. Rất là đơn giản như thế thôi. Và cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi kênh Tiền của tôi, và hãy đăng ký để nhận các cái thông báo mới nhất về các video chia sẻ đầu tư tại Techcom Security anh chị và các bạn nhé.